Một tổng ái nữa, một tổng cái mày nữa. Ngày 12 tháng 1, Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng cùng ngày trên đường Nguyễn Huệ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, ông C, 80 tuổi, trú tại thành phố Huế, điều khiển xe ô tô 5 chỗ lưu thông theo hướng từ đường Nguyễn Huệ đến đường Lê Lợi. Khi đến đoạn đường Nguyễn Huệ giao với đường Phan Bộ Châu, xe ô tô này xảy ra va chạm với một xe máy đi cùng hướng. Vụ va chạm khiến xe ô tô của ông C mất lái, tông vào ô tô 7 chỗ đậu ở vỉa hè bên trái đường. Sau đó, ô tô 5 chỗ tiếp tục lao lên vỉa hè bên phải, tông gãy trụ đèn đường và nhiều xe máy của người dân đang đậu trên vỉa hè. Vụ tai nạn khiến ông C bị thương ở chân, xe ô tô hư hỏng nặng phần đầu. Một trụ đèn đường và nhiều xe máy đang đậu trên vỉa hè cũng hư hỏng khá nặng. Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.